Xin chào tất cả mọi người, mình lại đi hái dâu tây đây. Đây các bạn, cái này thì trước mình hái rồi nha các bạn. Đây là những cái ngó nó ra nha các bạn. Đó. Có rễ hơi trắng trắng rồi nè, cái này chúng ta có thể cắm xuống trồng được rồi các bạn. Có thể trắng trắng luôn ở đây. Ai luôn. Đây. Đây là dâu nhặt lùng nha các bạn. 1, 2, 3. Có 5 cái lá. Mà trái cái bông thì mười mấy cái. Đây nè các bạn, bông trái quá trời luôn. Gần cuối mùa rồi các bạn. Hái này như 21 này. Không còn nhiều. Mình cũng có trái to. Và đây đèn rồi, đèn rồi mọi người. À, cũng được. Rất là mỏng nước luôn, căng luôn các bạn. Ui. Đây, không biết là còn gì ăn đây, chim hay là chắc là chim ăn các bạn. Đây nữa. Các
có con gì ăn à, vậy hừ chú chín. Luôn nè, đây nhập cao nha các bạn, cây đồng xi rất là nhỏ luôn, nhập cao, nhập cao, rất là các bạn, đĩa đầy tràn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.